Đi ăn ké đám cưới, nam thanh niên báo quá báo khiến cô dâu chú rể ngỡ ngàng. Thời gian trước, trên mạng xã hội top top bỗng dưng lại có trend rủ nhau đi ăn ké đám cưới, khiến 1001 tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra. Tuy nhiên, điều không ngờ là trend này lại bay ra sang tận nước bạn, khiến một thanh niên ở Trung Quốc cũng đã đu trend theo cách rất riêng và cô dâu chú rể phải ngỡ ngàng. Anh chàng nọ thấy đám cưới nhà người ta xôn xao nhộn nhịp tưng bừng, răng đèn kết hoa đẹp đẽ quá nên đã vào ăn ké và chung vui với bầu không khí này. Nhưng mà các cụ nói cấm có sai, vui thôi, đừng vui quá. Lẽ ra câu chuyện chỉ dừng lại ở đây trước khi anh trai ngồi giữ đến tận những giây phút cuối cùng, đến tận khi cô dâu thực hiện nghi thức tung hoa cưới. Vừa nghe thấy MC nói rằng ai còn độc thân thì tham gia vào hội bắt hoa, chàng ta cũng thật thà gia nhập. Và điều không ngờ nhất là anh bắt được hoa cưới luôn. Khi được đến mic để phát biểu cảm nghĩ, anh chàng mới ngại ngùng chia sẻ rằng mình không quen cả cô dâu lẫn chú rể, khiến ai nấy ngỡ ngàng. Đúng là trend này không ai ao trình được bằng anh rồi. Được, hào án, hào án. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, việc anh có mặt để chung vui với cặp đôi và bắt được hoa cưới có lẽ cũng là một cái duyên. Thôi thì chúc cô dâu chú rể cũng như chàng trai sẽ luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn nghĩ sao về màn đu trend đỉnh chóp này? Comment chia sẻ với Thám TV cũng như tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để liên tục cập nhật những tin tức thú vị bạn nha.